Em làm việc có mệt không? Cảm ơn anh, em không mệt ạ. Mà lần sau anh không phải mua nước cho em nữa đâu. Cốc nước này hết bao nhiêu tiền em trả? Em lại thế nữa rồi, tiền bạc gì chứ. Anh quý em nên mua cho em thôi. Anh làm thế này em ngại lắm, em không dám nhận đâu ạ. Em việc gì phải ngại, em cứ nhận đi cho anh vui. À này, tối nay em có rảnh không? Có chuyện gì vậy ạ? À, không có gì cả. Tối nay là sinh nhật bạn thân của anh, nên anh muốn mời em đi cùng cho vui mà. Sao sinh nhật của bạn anh lại mời em ạ? Thì anh muốn mời em đến đó để giao lưu cùng mọi người. Dù sao thì quen thêm nhiều bạn cũng tốt mà. Em cảm ơn, nhưng mà em không quen đến chỗ đông người anh ạ. Thế thì mình đi riêng cũng được mà. Anh nói gì vậy em không hiểu. Vừa nãy là đi sinh nhật, bây giờ lại đi chơi riêng là sao? À, ý anh là... Với lại tối nay em cũng bận mất rồi, nên em xin phép ạ. Vậy thì tối mai được không? Anh thông cảm giúp em ạ. Buổi tối em không hay đi ra ngoài. Dạ, ôi. Ra vẻ mãi, cứ làm như là mình có giá lắm ấy. Cô nói vậy là có ý gì? Ý gì đâu. Được trưởng phòng quan tâm như thế mà không biết đường hưởng, tiếc thật đấy. Cô. Thôi, đừng có giả vờ nữa. Cứ anh Cảnh vừa là trưởng phòng, nhà thì lại giàu có, được bao nuôi, xứng thế còn gì. Tôi không có nhu cầu được bao nuôi. Nếu cô muốn thì cô cứ nhận đi, không ai tranh giành của cô cả. Mày đừng có thách tao. Anh Cảnh nhờ. Thôi em làm đi, đừng trêu An nữa, cả An ngại đấy. Mặt dày như nó thì ngại ngùng cái nỗi gì. Em cứ suy nghĩ kỹ đi, hôm khác anh sẽ mời em sau. Hôm nay em đi làm sớm thế? Hôm nào em cũng đi sớm vậy mà. Còn sớm thế này hay là anh mời em đi ăn sáng nhá? Cảm ơn anh, em ăn sáng ở nhà rồi. Với cả em không có thói quen ăn sáng ở ngoài. Thế em uống nước gì, anh mua cho em nhá. Em uống ở nhà rồi. Mà anh Cảnh này, anh không cần phải như vậy với em đâu. Em cảm thấy khó xử lắm. Em biết anh thích em mà. Cho anh một cơ hội nhá. Nếu như không thích em thì anh cũng thích nhiều cô gái khác mà. Ở công ty ai cũng biết, đâu chỉ mỗi mình em. Anh đừng làm như thế nữa, em ngại lắm. Em hiểu nhầm rồi. Mọi người chỉ đồn xấu về anh thôi. Anh không như vậy đâu. Thực ra em cũng không quá quan tâm những chuyện đấy đâu ạ. Bởi vì em chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng mà anh... Thôi, em xin phép lên công ty trước ạ. Lại còn ra vẻ. Sao thế? Sếp vẫn chưa chinh phục được em nó à? Đây là lần đầu anh gặp được cứng như thế này đấy. Em cũng chẳng hiểu được. Con bé đó có gì hay ho mà anh lại thích nó đến thế? Đúng là nó không có gì cả. Nhưng nó càng né tránh thì anh lại càng muốn chinh phục. Để xem nó cứng được đến bao giờ. Đàn ông các anh nguy hiểm thật. Không thích con cái nhà người ta mà lại muốn chinh phục bằng được. À, muốn chơi xong bỏ à? Đúng là chỉ có em mới hiểu anh. Sao con bé đấy không bằng một phần của em nhỉ? Thế mà anh lại đi thích nó, chứ anh có thích em đâu. Những người đàn ông có tiền như bọn anh chỉ thích chinh phục những con bé ngoan hiền thôi. Còn sành sỏi như em thì bọn anh sợ đấy. Anh sợ cái gì? Anh sợ mình đang là gà nhưng bỗng nhiên lại trở thành một hạt thóc. Anh cũng khéo so sánh lắm cơ. Em nói xem, làm thế nào để anh ta được con bé đấy? Em chịu. Em cũng không biết con bé ấy nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ trên đời này lại có đứa chê tiền à? Thế còn em? Em có chê không? Tất nhiên là không rồi. Chê tiền á thì chỉ có đứa ngu mới chê thôi. Thế tối nay muốn đi chơi với anh không? Em được bao nhiêu? Em thẳng thắn thật đấy. Đương nhiên rồi. Ở cái xã hội này, muốn gì thì phải nói. Không nói thì để thiệt thân em à? Em yên tâm, đi với anh thì không sợ thiệt đâu. Tối nay em chờ anh. An, trưa không về nhà mà lại ăn cơm ở văn phòng thế này.
Em ăn cho nhanh xong tí còn làm báo cáo. Mà có chuyện gì chị rón ra rón rén đấy? Em với ông trưởng phòng sao rồi? Sao là sao ạ? Ý chị là ông ấy có quá giới hạn với em không? Chị yên tâm, em biết cách để giữ mình mà. Em cẩn thận, trước khi em vào đây á, có mấy người bị anh ta gạ gẫm đấy, xong không chịu được phải nghỉ làm đấy. Thế lãnh đạo không biết à chị? Biết làm sao được chứ, anh ta là trưởng phòng, chị em mình là nhân viên quen, có làm gì được anh ta đâu. Thế chị đã bị anh ta gạ gẫm bao giờ chưa? Em nhìn chị thế này, trước sau như một thì ai thèm gạ gẫm. Chị còn xinh hơn em ấy. Ông ý chỉ thích mấy người kiểu như em thôi. Kiểu như em á, là như nào ạ? Thì là kiểu hiền lành, dịu dàng ấy. Em mà hiền lành, dịu dàng á? Chứ còn sao nữa, nhìn em là người khác được muốn bắt nạt rồi. Thế thì không được rồi, em phải đánh đá hơn thôi. Riêng khoản này thì em phải học chị. Chị sẽ chỉ cho em một tuyệt chiêu, không ai dám bắt nạt em luôn. Nhưng mà em thấy nhá, ở đây ngoại trừ trưởng phòng ra thì ai cũng hiền lành chị ạ. Chắc là không lo bị bắt nạt đâu. Thế thì em lại quên mất một nhân tố rất quan trọng trong các drama của công ty mình rồi. Là ai thế chị? Là con Mụ Nhiên chứ ai. Em không thấy là nó hay đá xoáy em à? Công nhận là em cũng thấy cô ta hay nói xấu đồng nghiệp thật. Con Mụ này kinh lắm. Chị em mình mà không cẩn thận á, có ngày bị đâm sau lưng lúc nào không biết ấy. Mà cô ta vào đây làm lâu chưa chị? Cô ta vào trước em 3 tháng nhưng mà thân thiết với trưởng phòng lắm. Mới vào trước em có 3 tháng mà đã biết bắt nạt người khác rồi cơ á? Thế mới nói, em thấy có bao giờ mọi người đi ăn với cô ta không? Cô ta toàn đi ăn với trưởng phòng thôi. Hai người đúng là trời sinh một cặp. Thôi kệ họ chị ạ, chị em mình cứ làm tốt công việc của mình là được. Em phải cẩn thận đấy, đừng để anh ta lừa. Em biết rồi ạ. Thôi, ăn đi, chị đi về đấy, chồng chị đón rồi. Em làm việc cả trưa à? Chắc cũng mệt rồi, nghỉ tay uống nước đi. Em không mệt ạ, anh cầm nước về đi. Em đừng từ chối, anh là trưởng phòng, anh chỉ quan tâm nhân viên của mình một chút thôi mà. Có sao đâu em. Em thấy các bạn khác có vẻ khát hơn em đấy, anh mang cho họ uống đi ạ. Rồi rồi, lát anh mua cho họ sau, bây giờ em cứ uống trước đi. Lần sau anh đừng làm như vậy nữa, em thấy khó xử lắm. Còn bây giờ cốc nước này em nhận, nhưng mà lát nữa em trả tiền cho anh sau. Tiền mới nong cái gì chứ, có mấy nghìn lẻ, em trả làm gì. Mấy nghìn lẻ cũng là tiền, em không dám nhận không cái gì của ai đâu ạ. Ý anh không phải thế, ý anh là nếu em mời lại anh thì sẽ hay hơn là em trả lại tiền anh đấy. Em không muốn mời, anh để em làm việc đi ạ. Thôi, anh không làm phiền em nhiều nữa, anh chỉ xin em một phút thôi. Có chuyện gì anh nói nhanh đi ạ. Tối nay anh mời em đi xem phim được không? Tối nay em bận rồi, anh thông cảm cho em. Thế còn tối mai thì sao? Tối mai em cũng bận ạ. Sao em từ chối anh mãi thế? Em có biết là ngoài kia bao nhiêu cô gái muốn anh tán tỉnh mà anh không thèm nhòm ngó đến không? Vậy thì em nghĩ là anh đi nói chuyện với họ sẽ hợp hơn đấy ạ. Còn em thì không có thời gian và em cũng không có hứng thú với anh. Em đừng tưởng anh thích em thì em muốn làm gì thì làm. Ở đây anh là trưởng phòng, em hiểu rồi chứ? Em không làm sai chuyện gì, em không sợ gì cả. Anh không cần chờ đến lúc em làm sai mới đuổi việc được em đâu. Thế tức là cô gái nào vào đây làm việc mà không chịu nghe lời anh thì đều bị anh đuổi việc hết ạ? Sướng mà không biết đường hưởng thì phải chịu thôi. Cả em nữa đấy. Khôn hồn thì biết điều một tí đi. Em đi làm ở đây là dùng trí tuệ của mình để kiếm tiền, chứ không phải là đi làm gái. Mong anh hiểu rõ. Nếu anh còn tiếp tục như vậy, em sẽ tố cáo anh với lãnh đạo đấy. Cô dám không? Tôi thách cô đấy. Có chuyện gì mà to tiếng thế? Chủ tịch, không có chuyện gì đâu ạ. Em chỉ đang dạy bảo nhân viên của mình thôi. Có thật là như thế không? Dạ đúng ạ. Có gì thì nhẹ nhàng bảo nhau. Đang trong giờ nghỉ, đừng làm ầm ĩ lên như thế. Vâng ạ. Cô cũng biết điều đấy, cứ thế phát huy. Này, đứng đấy ta bảo đã. Có chuyện gì cô nói nhanh đi, tôi còn vào làm việc. Nhìn như con nhà quê. Mà ông Cảnh lại chết mê chết mệt mày nhỉ? Xin lỗi, tôi không muốn nghe mấy chuyện này. Đứng lại. Tao đã nói xong đâu. Tôi không có thời gian nghe mấy chuyện vớ vẩn đó. Nếu thực sự mày không thích anh Cảnh ý, thì nghỉ việc đi. Đừng có lảng vảng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Cô thích anh ta? Đấy không phải là việc của mày. Tốt nhất á là mày nghỉ việc đi. Tôi sẽ không nghỉ việc. Và tôi cũng không có nhu cầu tranh giành anh ta với cô. Của cô hết đấy.
cứ từ từ mà tận hưởng đi. Anh chờ đấy. An, anh xin lỗi nhá. Hôm qua anh đỡ lời. Em bỏ qua cho anh nhá. Em không quan tâm mấy chuyện đấy đâu. Để anh bóp vai cho em nhé. Anh làm gì vậy? Tránh xa tôi ạ. Anh chỉ quan tâm em chút xíu thôi mà. Sao em phải làm ầm lên thế? Tôi không có nhu cầu, anh tránh xa tôi ra. Anh Cải, anh tốn thời gian với nó làm cái gì? Anh còn có em mà. Anh thích em, thích cả cô ấy. Anh tham lam quá rồi đấy. Anh là trưởng phòng cơ mà. Em quên rồi à? Chủ tịch. Chủ tịch đến đây làm gì ạ? Tôi đến để xem các người đang làm gì em gái tôi. Em gái ạ? Em gái nào ạ? Cô ấy là em gái của tôi đấy. Thiên An là em gái của chủ tịch ạ? Đúng rồi đấy. Sao anh lại nói ra làm gì? Anh mà không nói thì để bọn họ bắt nạt em đến khi nào? Chủ tịch, cho em xin lỗi ạ. An, cho anh xin lỗi. Anh không biết em là em gái chủ tịch. Em bỏ qua cho anh nhé. An, tôi xin lỗi. Tôi thực sự không biết An là em gái của chủ tịch. Tôi không cố ý đối xử với An như thế đâu. An bỏ qua cho tôi nhé. Từ ngày mai, hai người không cần phải đến đây làm nữa. Chủ tịch, em biết lỗi rồi. Mong anh bỏ qua. Lần sau em sẽ không dám như thế nữa đâu ạ. Tôi không có gì để nói thêm với hai người cả. Thống nhất như vậy đi. Em làm việc đi. Vâng ạ.